Thứ hai là đừng bắt nó học. Trẻ con đừng bắt đứa nào nó học nữa. Bởi vì tất cả những cái thứ mà nó không học đấy là điều tốt cho nó, bởi vì nó chẳng cần đâu. Game là một thứ mà nó cần đấy, bởi vì nó rèn luyện được trí óc và kỹ năng. Nhưng mà những thứ nó đang học bây giờ thì liệu nó có làm gì cho cuộc đời nó không? Nếu như chúng ta biết được về nghệ thuật cuộc đời, nó là quản trị mục tiêu cuộc đời, tức là cái đích cuối cùng của cuộc đời, thì học vấn không phải là điều quan trọng. Nó cần thiết trong một chừng mực nào đó trong quá khứ thôi. Bây giờ không phải là lúc. Với những cái hệ thống internet và học tập từ xa thì rất nhiều thứ chúng ta có thể học được gần như ngay lập tức nếu muốn. Bởi vì mọi thứ đều có thể tìm kiếm được trên mạng internet, kể cả giải toán. Con tôi đố tôi những bài toán, không phải đố tôi mà nó mang những bài toán của nó tôi hỏi tôi. Tôi không biết, tôi tra Google cái là ra. Cái thế giới internet nó thay đổi hoàn toàn, chỉ cần khoảng 10 năm trở lại đây thì mọi thứ nó đã thay đổi rất là nhanh. Việc học tập gần như là kỹ năng tìm kiếm hơn là kỹ năng học tập và lưu trữ kiến thức. Việc học tập phải xem xét lại cách chúng ta học tập còn phù hợp với bọn trẻ không nữa. Thứ hai, kiến thức đấy còn phù hợp với bọn trẻ không đã.